Rành thách đấu có gì? Yes sir, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với rành thách đấu nào. À, chà, bữa nay có top 100 Makali à, top 100 Kama mấy nay à, đánh như vậy có phải là mướt mường mượt quá không vậy đó hả? Ok anh em, và ngày hôm nay tôi lại cầm Le Xin để đi rừng. Và đối đầu với tôi ngày hôm nay bên kia đó chính là Nunu, một vị tướng mà trong thời gian gần đây tôi khá chi là ít gặp anh em à, hôm nay mới gặp lại. Và để xem ngày hôm nay Nunu bên kia sẽ đánh như thế nào. À, đầu game thì tôi sẽ mua con mắt kiểm soát và sau đó ra ngoài này để cắm và sau đó biến về nha anh em ơi. Biến về để làm cái gì? À đúng vậy, biến về để đổi từ con mắt qua cái máy quét nha anh em ơi. Rồi tiếp tục chúng ta ra đường để mà ăn rừng tiếp. Vậy ăn con nào trước? Tôi ăn từ bãi đá nha anh em à. Vừa rồi anh em cứ farm một cách nhã nhặn cung đình mà thôi đó. Khi mà anh em farm, anh em để ý coi cái đường nào mà bị ép nè. Như cái đường giữa này anh em à. Cái thằng khứa vào rất tay dài quá cho nên là nó ép ngã Kali của tôi. Thế là tôi đã hộ thể lên và sau đó là bem đó liên tục. Chắc chắn nó sẽ có một cái tóc biến và sóng âm đó anh em à. Hoài chà, mà cái bùa đỏ giúp tôi lấy được cái mạng của Varus vừa rồi. Tuyệt vời! Quá wow, tuyệt vời, quê hết tuyệt vời ngang nha mấy nay à. Tự nhiên Volibi ở đâu lú ra đây vậy à, nói chung là nhịn nha anh em ơi, nhịn chưa hết máu rồi không nhịn đó, cho nó quýnh ha về mấy nay quê cha khổ quá. Khu vực đường dưới tối hậu thư đến từ vị trí của Camille kìa. Vậy mà Atrox chưa đi à, được. Do đó chúng ta về và lên được một chiếc dẹp phạm ăn anh em à. Và bây giờ chúng ta lại đi ra đường thôi. Ở chỗ khu vực đường dưới thì cái thằng Cam Mỹ Lệ này nó hơi cháy anh em à. Tôi hộ thể lên liền và sau đó là để nhẹ cái nổ lông cước vô cái be sườn bên phải của nó. Uầy chà, đau chưa nghe. Rồi tiếp tục chúng ta đi farm thôi em ơi, và chúng ta đợi một lát có rồng chúng ta kiểm soát nha. Hay cha, khu vực đường trên có vẻ là đẩy qua đẩy lại đó mấy nay à, không có gọi. Ô vô tình đá cái con cốc của Nunu được 130 mấy nay à, khó chịu vô cùng, chắc bển chửi thề lầm bầm trong miệng nữa vậy. Tôi biết hết. Ok, lúc này tôi hộ thể qua và bem luôn cái con mắt kiểm soát của cái thằng mít anh em à, và lấy được 30 vàng cho bản thân. Đấy, tiếp theo là chúng ta đi ganh, chúng ta đi farm tiếp. Và anh em đừng quên là anh em có cần ạc với skin tốc chiến thì tôi có nha anh em ơi, có cả quay bát chìa khóa đầy đủ nha. Cảm ơn anh em. Rồi, trong giây phút hiện tại là anh em cũng có thể thấy chúng ta có một con rồng chuẩn bị ra rồi, còn 10 giây nữa thôi anh em à. Và tới luôn chứ, triển khai luôn, kiểm soát sớm anh em à. Nunu có mặt ở khu vực phía trên cũng mang cho mình mục đích là kiểm soát rồng đó mấy nay à. Ok, lúc này Varus ở đường giữa, tôi hộ thể qua và sau đó là bem em nói, nhưng mà em nó tóc biến đi rồi. Ok, Varus mất tóc biến rồi. Nunu tới nè bro, đá một cái sóng âm khiến cho em nó hết hồn và quay lại liền. Rồi anh em tôi xúm vô và bem con rồng băng này liên tục. Rồng băng này sẽ cho chúng ta về chỉ số hầu chiêu nha anh em ơi. Ăn nhẹ nhàng bình tĩnh luôn, và sau khi ăn xong thì vẫn còn giao tranh ở đây. Chúng ta sẽ có một cái pha giao tranh vô cùng khó chịu khi mà tôi bay vào xong rồi tôi lướt đi. Nghe khó chịu chưa em? Kể mày chứ, trời ơi, nó cũng phải khó chịu sương sương vậy đó. Vậy đời Nunu sau khi mắc con rồng thì đang kiểm soát cái con sứ giả này mà tôi không phải sứ giả, con bọ thôi mà tôi xuống là không kịp mà nấy ăn xong rồi. Lúc này team bên kia quá đông, đó là insect từ vị trí của tôi và giãn cách xã hội được với ba thằng khứa đó. Nếu như mà mình nếu mà mình không xa ra được là nó bè mình giải ló đó mấy nay à. Sẵn tiện là đi qua bên rừng địch để xem là Nunu đang ăn ở đâu. À không thấy Nunu ở đây anh em à, Nunu ở đường giữa rồi. Thế thì sẵn lính vào thì tôi cùng với lại là Akali sẽ vào trong B trụ nha anh em ơi. Và AD với B cùng với Akali đã đảo đường rồi, đổi đường cho nhau tí. Akali lên trên farm cùng với đó là AD với B là xuống dưới farm. Tristana cùng với lại là người anh em XB cũng đi xuống cái khu vực đường mid. Và Tristana bên kia cũng mờ lem được cho mình là 2-0 rồi. Ok, cái món đầu tiên tôi lên là kiếm Axa để chúng ta có thể đá bay những cái giáp của team địch. Ok, Tristana và sau khi là lấy xong cái trụ đường trên thì đã đi xuống những cái khu vực khác để mà chơi. Bây giờ lấy luôn cả cái trụ ở khu vực đường dưới nữa anh em à. Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội một trong hai thằng đi lẻ tôi vô là tôi combo cơ bản đá vô cuốn họng nó liền. Mày nhắm mày chịu nổi không? Và cuối cùng là không chịu nổi anh em à. Tại có nào đâu mà chịu, vì cho nó về hết mỡ đó rồi. Và Varus đi theo Akali lên đường trên, nhưng mà lúc này Akali đã đến rồi. Vừa rồi tôi thấy một cái ulti hụt đến từ vị trí của Varus và chắc chắn là Akali sử dụng kỹ năng của mình đã ăn được người anh em Varus rồi anh em. Ok, tiếp theo đó chúng ta sẽ có 17 giây nữa là con rồng tiếp theo sẽ ra và tôi cần về mua đồ ra đánh cho nó đau anh em à. Rồi sau đó chúng ta ra chúng ta ăn thôi. Là thằng nào cấm con mắt kiểm soát ở đây? Thấy là nó không thích rồi đó.
Ui cha, khó chịu trời cái gì. Mới biến về đi ra cái này ăn mỡ đồng rồi. Wow, khó chịu vô cùng anh em à. Thôi về lên cái tam hợp rồi tiếp tục ra mình bem tiếp nha anh em ơi. Đau khổ quá, bắt con rồng cho anh em rồi. Giờ 12 phút, chuẩn bị 12 phút. Và chúng ta chuẩn bị có một cái con Baronasaur 20 mấy giây nữa thôi anh em à. Wow, chà, tôi đi vào trong bụi nhưng mà bất ngờ bị đột kích anh em à. Nhưng mà hên vẫn còn sống được. Sau khi mà còn sống thì chạy về chứ làm sao bây giờ. Mong là anh em thứ lỗi. Chứ anh em có thể thấy trong cái pha giao tranh vừa rồi là tôi bị động hoàn toàn. Mới đi vô bụi nó làm tùm lum từ lưa trơn rồi phải đi về mấy nay à. Lúc này tôi đang biến về, chuẩn bị là lên được cho mình cái búa chiến nữa rồi. Có cho mình cam mỹ lệ ở khu vực đường trên, tôi phải đi ra giữ đường chứ bé này. Có Adriel lên giúp nữa, Beautiful Honey lướt qua nhưng mà vẫn mắc cái trụ khó chịu vô cùng. Tôi sống âm vào con cốc để làm cái gì? Để làm cái gì? Để ăn con cốc chứ làm cái gì bé này. Rồi sau khi ăn xong con cốc thì tôi chạy vòng ra cái khu vực gọi là... Ok, mới biến về giữ cái trụ giữ đường cái là bắt con ba rình aso luôn anh em à. Hớ hên sơ xuất thật thiệt luôn, nó ăn ba rình như cái máy, mới ra nó ăn như cái máy luôn anh em à. Dở quá. Lúc này có tiên hét ở khu vực đường giữa anh em à, và ca mỹ lệ tiền thưởng là 100 đồng rồi. Tem bên kia bắt đầu với những cái lợi thế của mình tràn lên. Anh ca mỹ lệ đi đến như là một vị thần và sau đó tối hậu thư vào người của tôi. Bắt buộc là tôi phải nằm xuống rồi mấy anh hai à. Lúc này Atroc cũng đã đến. Ơi phập đi em ơi. Ulti của Kama quá đẹp gom lại nhưng mà lúc này Atroc vẫn không phập được hai thằng khứa kia. Và mãi đến sau này 4 người ra VS1 thì mới ra đi được Nunu. Lúc này ở khu vực địa nhà chính là đang có một cái sự giao tranh vô cùng căng cọt khi mà T-Head cùng với hai thằng khứa đang cố gắng để lấy đi cái trụ nhà chính của tôi. Nhưng mà hết lính mới nay à, hết lính thì nó phải lui về rồi. Đó, chắc chắn là như vậy. Thì cái điều quan trọng ở trong cái giờ phút này là 30 mấy giây nữa thôi là chúng ta đã ra con rồng thứ 3 rồi. Con rồng thứ 3, lên vội thêm cái ma vũ song kiếm cùng với nó là gươm đồ tể để chúng ta bem cho nó dễ dàng hơn. Đặc biệt là bem với ca mỹ lệ này mà. Tình thế úp sọt, ca mỹ lệ ulti vào người của ai đó. Và tiếp theo đó là tôi đã đến rồi, sẽ có một cái sóng âm và sau đó là lao vào đến từ vị trí của tôi. Vẫn còn cái sút đây mà, lại là sóng âm tôi đu theo. Và giờ sẽ tôi thoát ra khỏi cái nạn vừa rồi. Đó là cái bóng đến từ vị trí của Nunu đã đến và đến đứng đằng sau đây mà. Tôi sút một cái sóng âm, định là sút sống âm cho nó dính thằng Varus đó, nhưng mà lại dính thằng Nunu, khó chịu vô cùng. Thế là quay lại ăn rồng anh em ơi. Nunu nhảy qua rồi, đó là ulti đến từ vị trí của Nunu, nhưng mà tôi vẫn trừng phạt và ăn được cái con rồng. Phía sau đây là Varus anh em. Varus vẫn đuổi nhưng tôi tóc biến để bỏ chạy rồi. Atroc phải về giữ nhà bởi vì là AD vs B đẩy cái đường dưới quá là sâu luôn rồi, ba đường rất sâu luôn. Anh em ngỡ là cái trận này là anh em tôi thua đúng không? Để coi. Ít gì thì trong pha giao tranh vừa rồi thì cũng ăn được con rồng, mà chúng ta ăn được hai con anh em à, hai con rồng. Ok, và cũng trong mùa thu năm đó chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải tiếp tục farm và đẩy lính cao lên, không thể nào để cái lính nó nằm quá thấp ở dưới này được. Thì anh em lên đây thì anh em biết hết rồi. Farm đường xong thì tôi lên, tôi bổ túc đẩy lính lên khu vực đường trên cái nữa. Rồi sau đó tôi về tôi lên cái nỏ tử thủ, lộn, lời nhắc tử vong, nhầm. Thì chúng ta có thêm xuyên giáp nha anh em ơi. Tay bên kia thì được Nunu lên tăng anh em à. Còn Varus đường giữa thì không bốn rồi, đồ không nhiều lắm, cho nên là chúng ta vẫn còn cơ hội. Lúc này Baronasaur đã ra và chúng tôi sẽ khởi công con Baronasaur này, chứ không mấy thằng kia nó mờ lem con Baronasaur nó thì mệt. Nunu đã đến rồi anh em ơi. Tôi muốn đột kích ra đằng sau để tôi sút mấy cái thằng khứa đằng sau đó. Vừa báo đép thì chúng ta có Atriel ở nhà chơi với ca mỹ lệ rồi. Và bây giờ tôi canh con Baronasaur chứ sao giờ. Đó là lao vào đến từ vị trí của Atroc cùng với lại là Akali. Vẫn mơ lem được mạng của Varus. Ôi chứ tôi đang hộ thể lên sống âm không trúng anh em à. Uầy, ở nhà Atriel đép nhà không nổi anh em à. Đã bị ca mỹ lệ đưa vào trạng thái tới nãy rồi. Anh em về đi anh em ơi, anh em về đi. Đến khi tôi biến về tới nơi thì Camille lại không đẩy nữa. Camille lại đang đi xuống đây để mà bem anh em à. Để tôi coi Camille lại có thể căng hai được hay không nha. Người nhìn cái thần thái của Camille lại rất là sung. Có Tristana đằng sau nữa. Ê, Tristana bắn đau lắm nha. Tôi muốn canh đá ra đằng sau này, đó là sóng âm lướt lên sút và sau đó... Ê, đồng hồ cát là hơi dơ các bạn. Hơi dơ nha bạn. Ủa, ok, lấy thành công mạng của Tristana này. Và bây giờ còn Cam Mỹ Lệ. Tôi nghĩ là anh em ở đường đó là lo được. Cho nên là hãy khởi công cái con Baronasaur này trong khi mà con Nunu chưa hồi sinh anh em à. Yes sir.
Dạ tôi ăn thì cũng ok đó, cũng mượt mà không sao cả. Chỉ sợ là bị ganh thôi, chỉ sợ là bị cướp thôi chứ không sợ gì cả. Đấy, anh em tràn tràn xuống ăn tiếp tôi con này đi. Ăn con này được là chúng ta sẽ có tỷ lệ thắng cao anh em ạ. Tuy hết quit love bro. Yes sir. Ok, trong khoảnh khắc này em cũng có thấy rồi, ăn nhẹ nhàng. Ê, bắn qua đó từ vị trí của Varus nhưng mà làm sao ăn được. Cam mới lệ qua tối hậu thư, tôi hậu thể qua và sau đó suốt em nó. Ai kéo lại vậy, xuyên xích từ điện gặp đến từ vị trí của Anna chót kéo lại chứ. Khó chịu vô cùng. Rồi ok anh em ơi, hiện tại chúng ta có con tia hét rồi. Và cái điều cần thiết là chúng ta đẩy đường lên thôi. Nhưng mà hiện tại chúng ta vẫn còn một thứ quan trọng nữa, đó chính là con rồng ngàn tuổi. Mà khi chúng ta kiểm soát được con rồng ngàn tuổi này thì tỷ lệ thắng của chúng ta là 100% con mạ đó rồi. Ờ dạ sơ, cố gắng bêm con rồng ngàn tuổi này anh em à. Và tránh cái trường hợp bị cướp nhất nha. Còn ca mỹ lệ thì chưa có ra cho nên là bớt đi một phần nguy hiểm. Con này căng thẳng nha, căng thẳng nha, rất căng thẳng nha. Ulti của Varus trúng vào rồi, tôi phải lướt ra ngoài để không bị choáng nha anh em ơi. Ok, và bây giờ bem tiếp thôi nào. Ai đứng ở giữa gồng ulti đây là nu chứ ai nữa. Tôi nổ lông cước cho em nó một cái và sau đó là đặt vô cá liên tục cố gắng lấy đi mạng của nu. Và cũng thành công lấy luôn cái con rồng ngàn tuổi. Và lúc này kèm theo con ti hét nữa. Và tay bên kia đã đi hết 4 người rồi. Thì đây chính xác là một cơ hội để chúng ta có thể giành lấy chiến thắng ngay bây giờ. Cam Mỹ Lệ có thể cân năm hay là không? Tôi chắc chắn một điều với anh em là Cam Mỹ Lệ không thể làm điều đó rồi. Yes sir. Và bây giờ em ấy ra để vùng vẫy, đó là tối hậu thư vào người của tôi. Nhưng mà sorry, tôi vẫn còn đồng hồ cát. Yes sir. Chiến thắng mỹ mãn. Và ranh thách đấu có vậy đó anh em ơi. Anh em nhớ comment cái gì đó xuống cho tôi nha. Và đừng quên là thích video, nhớ để lại cho tôi một đăng ký và một follow nha.